Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình trên kênh youtube chính thức của báo điện tử VTC News. Chúng tôi luôn cập nhật những vấn đề nóng nhất, mới nhất trong suốt 24 giờ qua để gửi đến quý vị. Sau đây là nội dung chi tiết. Ngày 28 tháng 8, Ủy ban nhân dân thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu cho biết đang lên kế hoạch để thực hiện việc cưỡng chế hàng loạt công trình xây dựng không phép tại Thiền Tôn Phật Quang mới đổi tên thành Chùa Phật Quang do ông Thích Trân Quang trụ trì Ông Nguyễn Văn Thắm, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị xã Phú Mỹ cho biết, địa phương đã ban hành quyết định cưỡng chế các công trình xây dựng trái phép tại chùa Phật Quang trên địa bàn. Ông Thắm nói, quyết định thì đã ban hành và sẽ nghiêm túc thực hiện. Địa phương đang xây dựng kế hoạch để triển khai cưỡng chế các công trình vi phạm thời gian tới. Trước đó, chùa Thiền Tôn Phật Quang sau đổi thành chùa Phật Quang do ông Thích Trân Quang, tên thật là Vương Tấn Việt, là trụ trì đã bị cơ quan chức năng chỉ ra hàng loạt vi phạm về xây dựng và đất đai. Theo kết luận thanh tra do Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu ban hành, toàn bộ diện tích đang sử dụng và làm thủ tục xin cấp giấy chứng nhận của chùa Phật Quang đều là đất do nhà nước quản lý liên tục từ năm 1978. Chùa Phật Quang đã bị cơ quan chức năng thanh tra và chỉ ra hàng loạt vi phạm về xây dựng và đất đai, trong đó có 36 công trình xây dựng, nhưng 35 công trình không được cơ quan có thẩm quyền cấp phép theo quy định trong quá trình thực hiện. Các cơ quan chức năng đã lập 33 biên bản vi phạm, ban hành 11 quyết định xử phạt và các quy định yêu cầu khắc phục, tháo rỡ nhưng chùa không thực hiện. Việc xây dựng hàng loạt công trình không phép trên diện tích hơn 25.000m2 cho thấy có một phần diện tích rừng phòng hộ đã bị phá rỡ, sử dụng sai mục đích. Một công trình duy nhất được cấp phép xây dựng và sửa chữa là tránh điện trên diện tích 228m2. Tuy nhiên, chùa đã xây trên diện tích hơn 445m2. Hiện nay, công trình này đã được tháo rỡ. Đối với việc xây dựng không phép của chùa Phật Quang, Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu chỉ đạo giao Ủy ban nhân dân huyện Tân Thành, nay là thị xã Phú Mỹ, ra soát lại quá trình xử lý vi phạm hành chính đối với tất cả các công trình xây dựng của chùa để thực hiện việc xử lý vi phạm hành chính đối với các công trình này đúng theo quy định pháp luật. Đồng thời, xử lý trách nhiệm của nhiều đơn vị, cá nhân có liên quan. Những ngày qua, tại cổng chùa Phật Quang, rất nhiều người đến để live stream, chụp ảnh, quay phim. Tuy nhiên, nhiều người đã bị bảo vệ chùa đề nghị không quay phim, chụp ảnh và không được vào bên trong khuôn viên của chùa với lý do đang hạn chế người để tổ chức khóa tu, sợ ảnh hưởng đến người khác tu tập. Một số người bán hàng gần chùa Phật Quang cho biết có rất nhiều nhóm đến để quay phim nhưng mọi người chỉ được đứng bên ngoài. Gần đây, cũng ít Phật tử đến chùa, kể cả dịp lễ lớn như lễ Vu Lan vừa qua. Liên quan đến lùm xùm hát chế lời quốc ca, mới đây, hoa hậu quý bà Phương Lê đã lên tiếng trước làn sóng chỉ trích của khán giả cùng với án phạt vừa được Sở Thông tin Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh công bố. Theo đó, hoa hậu quý bà Phương Lê thấy rằng cô không phù hợp với danh hiệu hoa hậu nữa, vì vậy cô xin phép trả lại vương miện. Hoa hậu Phương Lê nói, Phương Lê là một người phụ nữ bình thường không danh hiệu. Phương Lê sẽ liên lạc ban tổ chức cuộc thi gửi trả lại vương miện. Bên cạnh đó, Cô cũng gửi lời xin lỗi vì trong quá khứ vô tình khiến khán giả không vui. Cô nói: "Mọi người hãy chờ đón Phương Lê trong tương lai. Phương Lê sẽ làm việc chăm chỉ và hướng đến cộng đồng, chia sẻ giúp đỡ những hoàn cảnh thiết thực nhất. Thành thật xin lỗi và cảm ơn rất nhiều." Quyết định này của Phương Lê có thể coi là một sự tự nhận lỗi và thể hiện trách nhiệm với xã hội. Tuy nhiên, hành động này cũng đặt ra câu hỏi về trách nhiệm của các cá nhân nổi tiếng trong việc giữ gìn hình ảnh và giá trị văn hóa của quốc gia. Dù hành động trả lại Vương Miện có thể được coi là một cách để chuộc lỗi, nhưng cũng cần nhìn nhận rằng đây là một biện pháp khắc phục hậu quả cần thiết, hơn là một hành động cao thượng. Sự việc của Phương Lê cũng là lời nhắc nhở đến mỗi công dân, đặc biệt là những người có ảnh hưởng trong xã hội, cần phải nhận thức rõ ràng về trách nhiệm của mình đối với việc bảo vệ những giá trị này. Trước đó, Sở Thông tin Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh đã ra quyết định xử phạt Phương Lê vì hai hành vi: xuyên tạc tác phẩm, gây phương hại đến danh dự và uy tín của tác giả cung cấp, chia sẻ thông tin không phù hợp với thuần phong mỹ tục dân tộc. Dù không công bố số tiền xử phạt cụ thể, nhưng theo quy định, mức phạt dành cho hoa hậu quý bà nằm ở mức từ 15 đến 30 triệu đồng. Phương Lê sinh năm 1979, quê ở Trà Vinh. Cô từng đoạt giải á hậu doanh nhân người Việt thế giới 2016 và giành chiến thắng trong cuộc thi Hoa hậu quý bà hòa bình thế giới 2017. Mới đây Tòa án nhân dân thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh mở phiên xét xử sơ thẩm 5 cầu thủ từng thuộc biên chế của câu lạc bộ bóng đá Hồng Lĩnh Hà Tĩnh bị cáo buộc có hành vi tổ chức và sử dụng trái phép chất ma túy. Hội đồng xét xử tuyên phạt cựu tiền vệ Đinh Thanh Trung, 36 tuổi, cựu thủ môn Dương Quang Tuấn, 28 tuổi, mỗi người 4 năm 6 tháng tù. Cựu tiền vệ Nguyễn Trung Học, 26 tuổi, cựu trung vệ Nguyễn Ngọc Thắng, 22 tuổi và cựu tiền vệ Nguyễn Văn Trường, 21 tuổi, mỗi người 4 năm tù. Tại phiên tòa, năm cựu cầu thủ của câu lạc bộ bóng đá Hồng Lĩnh Hà Tĩnh thừa nhận toàn bộ hành vi của mình, đồng thời ân hận, mong muốn hội đồng xét xử giảm nhẹ hình phạt để sớm trở về cùng gia đình, tái hòa nhập cộng đồng làm người có ích cho xã hội. Trước đó, công an thành phố Hà Tĩnh tỉnh Hà Tĩnh kiểm tra phòng 501 tại khách sạn Bình Minh, tổ dân phố 8, phường Trần Phú, thành phố Hà Tĩnh và phát hiện năm cầu thủ nói trên cùng 5 phụ nữ có hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Trong số này có cô gái 17 tuổi. Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ gần 2 gam ma túy, loại ketamin, một viên nén màu xám và các mảnh vụn màu xám đã bị vỡ là ma túy, loại MDMA có khối lượng 0,6064 gam. Ngoài ra, công an thu giữ 510 ml chất lỏng gồm các chất ma túy methamphetamine, MDMA, ketamin và nimetazepam. Cơ quan chức năng xác định đây là vụ án đồng phạm. Các bị can cùng thống nhất góp tiền mua ma túy để tổ chức sử dụng. Trong đó, Đinh Thanh Trung giữ vai trò chủ mưu khởi xướng cung cấp địa điểm, trực tiếp đi lấy ma túy cho người khác sử dụng. Dương Quang Tuấn, Nguyễn Trung Học, Nguyễn Ngọc Thắng được xác định là người trực tiếp liên hệ mua và đi lấy ma túy, chuẩn bị dụng cụ, đồ vật, xào ma túy để sử dụng và đưa cho người khác sử dụng. Bên cạnh đó, cơ quan chức năng cũng xác định năm cô gái liên quan đến vụ án có hành vi vi phạm chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự. Được biết, Đinh Thanh Trung là cầu thủ nổi tiếng của bóng đá Việt Nam, từng đoạt danh hiệu quả bóng vàng Việt Nam 2017 và nhiều năm trở câu lạc bộ bóng đá Quảng Nam, giúp đội bóng này đăng quang V-League lẫn siêu cúp quốc gia năm 2017. Sau khi phong độ sa sút vì gánh nặng tuổi tác, Đinh Thanh Trung chuyển đến khoác áo Hồng Lĩnh Hà Tĩnh từ mùa giải 2022 nhưng không còn thường xuyên được ra sân. Trong khi đó, Trung vệ Nguyễn Ngọc Thắng, khoác áo U23 Việt Nam tham dự giải U23 châu Á 2024 và luôn được huấn luyện viên Nguyễn Thành Công tin dùng ở hàng thủ của câu lạc bộ Hồng Lĩnh Hà Tĩnh ở mùa giải năm nay. Anh Nguyễn Quốc Huy, chủ nhà số 490 trên 35, đường Lê Văn Sĩ, quận 3 thành phố Hồ Chí Minh, gửi đơn khởi kiện một công ty cấp nước về hóa đơn tiền nước 57 triệu đồng. Anh Huy mới đây cho biết sau nhiều lần thương lượng không được với công ty cổ phần cấp nước gia định liên quan tới hóa đơn trên, anh Huy đã nộp đơn khởi kiện đơn vị này ra tòa vào ngày mùng 5 tháng 8. Hiện tại, tòa án nhân dân quận 3, thành phố Hồ Chí Minh đã nhận đơn nhưng chưa thụ lý vụ việc. Được biết, anh Huy là khách hàng của công ty cổ phần cấp nước gia định. Đầu năm nay, gia đình anh nhận được thông báo chỉ số sử dụng nước của tháng 2 là hơn 3.000 mét khối, hóa đơn tính tiền là hơn 57 triệu đồng. Anh Huy cho biết, trong khi các đường ống, thiết bị liên quan đến nước ở nhà đều hoạt động tốt. Từ đầu năm 2023 đến nay cũng không sửa chữa hay thay mới thiết bị nước nào. Theo anh Huy, nếu hơn 3.000 mét khối nước trên thất thoát trong 2 tháng, tức một ngày gia đình anh phải sử dụng 50 mét khối hay trung bình 2 mét khối một giờ. Tuy nhiên, khi dùng thiết bị đo lường nước đầu vào ở tầng trệt, chưa bao giờ có 1,2 mét khối một giờ và ở nóc tầng thượng tối đa là 0,8 mét khối một giờ. Anh giả định lượng nước tràn ra ngoài 2 mét khối một giờ, chảy liên tục suốt 60 ngày mà gia đình anh và hàng xóm không ai phát hiện là điều kỳ lạ. Đi tìm lời giải cho vấn đề này, anh Huy thử nghiệm ngắt hết các vòi nước, không sử dụng thì đồng hồ nước không chạy. Ngược lại, khi mở các vòi nước thì đồng hồ nước hoạt động. Do đó, anh nghi ngờ đồng hồ nước có vấn đề, chứ không phải do dò dỉ lượng nước lớn như vậy. Theo anh Huy, gia đình đưa vụ việc ra tòa giải quyết vì không tìm được tiếng nói chung với công ty cấp nước. Đồng thời, Hội Bảo vệ Tiêu dùng Thành phố Hồ Chí Minh cũng không bảo vệ được quyền lợi của gia đình anh vì công ty cổ phần cấp nước gia định không hợp tác. Mới đây, những nhóm khách đầu tiên trong đoàn 4.500 khách của tập đoàn dược phẩm Sun Pharmaceutical Industry Limited Ấn Độ đã lần lượt tới Hà Nội. Theo kế hoạch, đoàn đến Việt Nam du lịch từ ngày 27 tháng 8 đến ngày 7 tháng 9, đoàn chia làm 6 đến 7 nhóm tới Việt Nam thành nhiều đợt. Đoàn sẽ nghỉ ngơi và lưu trú tại các khách sạn 4 đến 5 sao và yêu cầu riêng về đồ ăn phù hợp với tín ngưỡng, tôn giáo Tại Hà Nội, đoàn sẽ lưu trú tại 5 khách sạn cao cấp như Intercontinental Hà Nội Landmark 72, Melia Hà Nội, Movenpick Living West Hà Nội, Pan Pacific Hà Nội và Novotel Hà Nội Thái Hà Theo lịch trình, các nhóm khách sẽ lần lượt ghé thăm một số địa điểm tiêu biểu của thủ đô như di tích nhà tù hỏa Lò, Văn Miếu Quốc Tử Giám, Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh Một hướng dẫn viên cho biết đoàn khách Ấn Độ chia thành từng top 30 người, lần lượt tham quan các địa điểm. Mỗi địa điểm đoàn sẽ tham quan trong vòng 30 phút, rồi di chuyển đến địa điểm tiếp theo. Để đón khách du lịch Ấn Độ, di tích nhà tù hỏa lo chuẩn bị đầy đủ các phương án, như bố trí nhân viên tại các điểm trong di tích, làm biển chỉ dẫn bằng tiếng Anh, tiếng Hindi để hỗ trợ đoàn khách có trải nghiệm tốt nhất. Sau khi tham quan nhà tù hỏa lò, đoàn khách di chuyển đến văn miếu quốc tử giám. Tại đây, đoàn khách được tham quan các kiến trúc cổ như bia tiến sĩ, đền Khải Thánh và được hướng dẫn viên giới thiệu về lịch sử, các địa điểm trong văn miếu Quốc Tử Giám. Ông Trần Trung Hiếu, Phó Giám đốc Sở Du lịch Hà Nội cho biết, đoàn khách du lịch Ấn Độ đến Hà Nội trong sáng 27 tháng 8 và bắt đầu thực hiện lịch trình tham quan. Lãnh đạo Sở Du lịch Hà Nội cho biết, trước đó, Cục Du lịch Quốc gia có văn bản chỉ đạo địa phương phối hợp hỗ trợ doanh nghiệp trong việc phục vụ đón khách một cách tốt nhất. Chúng tôi đã chỉ đạo các cơ sở lưu trú thực hiện nghiêm túc, cung cấp những dịch vụ tốt nhất đến du khách. Đồng thời, sở cũng làm việc với các đơn vị quản lý các điểm tham quan theo dự kiến của đoàn để phân luồng ưu tiên trong việc làm thủ tục theo ông hiếu qua quá trình làm việc các cơ sở lưu trú tại địa bàn hà nội đều có sự chuẩn bị từ trước để đón tiếp đoàn khách nhiều đơn vị chủ động chuẩn bị thực phẩm đào tạo nhân viên đầu bếp để phục vụ riêng theo yêu cầu của đoàn đại diện sở du lịch hà nội nhận định các cơ sở lưu trú tại hà nội đều có kinh nghiệm tổ chức các sự kiện lớn đón các đoàn khách đông do đó năng lực của những cơ sở này luôn được đảm bảo